vaccine nó vẫn mạnh gì nói giật luôn á. Hả? Nãy mới cho bà ăn cái chắc cho là thật giật lắm. Hả? Ghê đó luôn à. Sinh mạnh lắm mà, phải ăn no. Biết ăn no không? Sinh nó mạnh lắm. Người tính đang hiện không yếu gì. Hồi nãy chị sửa lại mũi mà chị không uống thuốc luôn. Ấy là người chỉ cái gì vậy, không cần uống thuốc luôn, họ không uống thuốc luôn, bị mủ luôn cái mắt vừa rồi. Vậy em đâu uống chị cắt mày không biết cắt luôn, bình thường quá bình thường luôn ấy, nhìn vô là chú chà cô nên mũ xí xí. Ghê không vậy? Sướng. Bao nhiêu tuổi rồi? Mười mấy rồi hay là cô đi bao nhiêu rồi chị? 20. Sinh viên hai cái đó lớn rồi. Mấy mày ở Đà Nẵng người đâu có nhiều như đây đâu, trong khi nóng quá sao á, có đồ đi miết trong này để trong mặt mới vừa tới thì chờ về lại thấy nó mặt sậm hồn. Ở Sài Gòn về chị học trong đó à? Về mà rồi đi liền thì được mấy lần vậy. Lần dùng thuốc lần cũng đỡ nhiều, cố gắng lấy cho em hai lần cho sạch sạch xíu. Cứ đi không biết. Chị ơi. Su Hào. Chứ không biết. Giờ là Su Lê. Đây ngày hôm qua ngày hôm nay mình chưa biết ai mà. Chào Du, chú ba có được gì? Thôi đừng hỏi. Chú ba không hỏi, quay suốt ngày mà đừng hỏi.
Quay để cho vui đó đó chứ. Đăng cái vui, ý là đăng để cho cái lấy tương tác thôi chứ. Vì không bót lên trên cây TikTok á. Bót bị khóa. Ủa vậy á? Đăng lên cho vui chứ đâu làm được. Làm được thì nói gì. Làm được ta khỏe ra rồi. Từ tết giờ không làm được luôn á bộ. Lên bị lỗ tiền cây dở lắm ngày. Thằng nó lỗ mấy tỷ luôn. Sao không bỏ làm luôn rồi. Thì ý là làm cho cả Việt Nam mình luôn mà. Không phải là mình chị đâu. Riêng chị là cứ cây 100 triệu, cây 100 triệu không đốt cứ mấy chục cây này mấy tỷ thôi. Mà là không được. Làm được thì lỗ thôi. Anh chơi. Lỗ thì đâm ra nã không làm nữa thôi. Kiếm cái khác làm. Bữa này YouTube cũng khó như vậy. Dễ như xưa thì nói gì. Nếu mà mình biết trước cái đây một năm, một hai năm này ngon lành. Hồi nữa lại không làm cái kiểu này. Cái độ khó tăng từ từ đó. Cái chính sách ra ghê lắm, thay đổi liên tục đó bộ. Thay đổi ghê lắm. Mà em dễ gì qua mặt được cái nó. Tốt toán hẳn nhiều. Đố, đố hồng qua được. Hắn mà ví dụ như cái cây nào đó hắn lây xí là hắn sẽ có đưa nó vô là lọc liền. Lọc là cho hắn cho mất view. Rồi bắt đầu hắn tắt. Cái nội dung của mình nè. Nội dung này là cấm mà. Đang chơi thì được. Trời chị chỉ có bây giờ trên cái TikTok nhiều người biết tới thôi, tới làm. Thế là quảng cáo thôi cho mình thôi chứ còn. Mà ta đủ rồi. Cái TikTok bây giờ nó quá nổi đi. Chị lâu lâu chị lướt TikTok chị thấy video chị đầy luôn. À. Nhưng mà người khác đăng không phải chị. Chị cũng đăng thôi, đăng ok mà. Chị đang không được, chị đang là không bị ấy. Cái gì? Lập sao ta? Mụn à, ghi là mụn à. Long mụn là nạn. Long mụn. Không, chị làm mấy cái tay muốn đọc vô. Lo bị mụn. Lo mụn nhiều. Đã ngứa không? Đào với đã ngứa chị. Mà ông này có vẻ chịu đau giỏi. Tao mà em. Hay là xỉu là xui nên chị đã được nhiều lắm mấy con cả tan xui nó nhà bút luôn á nhá. Mưa à? Mưa to à? Mưa to đi ai buồn biết liền. Cái này là do nó nặng tự tay nặng thanh hay là tự mũi thanh đấy em? À, có vừa cả hai, vừa khậy nè rồi mụn tự thăm cũng có. Mụn tự thăm là mụn vi mũ hiểu không? Còn mụn mà nó khậy là trầy cái da là nó thăm, nó có nhiều cái.